Hello là ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su Xí Sọn và Bông Bí Bỏng. Cả nhà ơi, toàn Su với Bông rồi. Cả nhà có thấy không? Ở nhà không học bài mà quậy như thế này nè, xả giấy tùm lum tùm la luôn. Đây là giấy vệ sinh mà mẹ mới mua về để dùng trong gia đình đó cả nhà. Vậy mà em Su với em Bông lấy ra chơi còn xả tùm lum như thế này nữa nè. Vậy làm sao mà chối cãi được nữa cả nhà. Cả nhà có thấy không? Đó, Su lấy cái cuộn giấy ra, Su cắn như thế này nè cả nhà. Đó, Su phát kinh khủng luôn. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó, Su cắn Su rứt. Trùng tra còn đâu là cuộn giấy của chị Hiền nữa. Trước khi đi tập á, là chị Hiền cũng đã dặn Su rồi là không được phá cuộn giấy. Lúc này hình như là chị Hiền đã về nhưng mà em Su vẫn không hề phát hiện ra cả nhà ơi. Su vẫn miệt mài phá. Trời ơi, cái gì đây? Su, Su, đứa nào, đứa nào phá đây? Đứa nào? Được con Su đúng không? Được con Su đúng không? Đứa nào phá? Đứa nào phá? Con Bông hả? Chị thấy em thay đồ đang thêm đứa cho Bông. Đứa nào phá? Này, cúi á, cúi vào trong nhà, phá cái vòng nhà chú cho mẹ ơi, mẹ phá cho mẹ. Đứa nào phá đây cho mẹ? Sao mẹ không thấy đâu? Mẹ giấy vệ sinh để dùng cho gia đình không có mà dùng, mẹ đi phá như vậy. Sao? Cho đứa nào nè ra đây. Đứa nào nè đây? Ngồi chưa? Cho con gì mà thấy đứa nào phá? Con thấy con Su phá nhưng con hỏi con Su thì con Su nó bầm. Sao con hỏi lại thì con Su nó mìu. Rõ ràng là mình phá. Mày đừng có để ý là con giữ cái đi rồi. Đây nè, không, không. Con Su phá mà. Hả? Con Su phá. Con Su hoài con Bông, con Bông có phá không? Không, con Bông có phá. Con Bông phá hả? Đây nè, quýnh cái đinh lên nè. Đây nè, quýnh cái đinh nè. Quýnh cái đinh nè. Đưa mày hỏi. Quýnh vô, quýnh vô. Con về, con thấy chính xác không? Con thấy chính xác rồi đi. Ủa, đang gầm mà. Đây nè, dấu răng ở trên đây nè, dấu răng vừa khít với cái mỏ đây luôn nè. Đang gầm cho mày nè, mày giờ giả bộ nè. Con Su đứng cái đinh, đưa cái đinh cho đây. Đứng lên, đưa cái đinh cho đây. Trời ơi, lì quá. Đứng lên, đưa cái đinh cho đây. Mẹ nó mà không nghe lời luôn. Đứng lên, đưa cái đinh. Đứng lên, đứng cái đi chạy. Đứng lên. Quái lì. Đứng lên. Đứng cái đi chạy. Quái lì. Đứng cái đi chạy. Chết rồi. Chết rồi. Giấy vệ sinh không có mà xài mà. Sao ai mà... ai lấy xuống cho phá. Con nhớ đâu? Con nhớ là con để trên kệ mà. Nó làm sao mà nó khèo xuống nó phá hổng. Nó phá giày cỡ giày mà mẹ ngồi mẹ không thấy mẹ. Đâu, nó xẻ từng trăm ra ngồi mà nãy với mẹ ngồi mẹ đâu có để ý đâu. Đâu, nó xẻ cỡ giày vậy thôi chứ. Mẹ ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, quýnh quýnh cái lỗ đít, quýnh cái lỗ đít của người ta. Quýnh cái lỗ đít của người ta. Đau quá đi, đau lỗ đít quá. Đau lỗ đít quá. Núp ơi. Nó xem mà cuộn giấy lại ở trên keo mà sao nó lấy xuống được. Xin lỗi mẹ đi, xin lỗi mẹ đi. Cuộn giấy ở trên keo hổ nó thật. Cuộn giấy ở trên keo mà sao nó lấy được vậy? Đứa nào lấy xuống cho nó chứ sao nó lấy được. Đứa nào lấy cái cuộn giấy này xuống cho em. Mẹ, là Su vòng tay lại, Su xin lỗi mẹ. Su nói là Su không có lấy giấy phá như vậy. Nhưng bữa nay không có ai chơi với Su quá. Su buồn quá cho nên Su mới tự chơi một mình á. Su xin lỗi mẹ đây. Su hứa từ nay không phá giấy vậy nữa. Tao lên. Đó mẹ, Su hứa rồi á. Hứa rồi nghe chưa? Su hôn mẹ một cái. Su hôn mẹ một cái. Su hôn mẹ một cái. Chứ cái gì đây? Con Bông nó có miết á. Khi nó chắc nói là con Bông miết á. Xem mà con như là con Bông nào đâu mà con như là hổng Bông miết. Hả Bông? Đi lên, hai chị em thương nhau. Hai chị em thương nhau đi. Mẹ dặn nè con nè nghe, mấy cái giờ giấy này để đi vệ sinh để lâu rồi. Tại sao con đem con phá? Nó phá đến như vậy là hai cuộn này Hiền. Bây giờ lấy cuộn này với cuộn này là hai cuộn này. Bây giờ phải lấy dùng thôi giờ sao mẹ? Bây giờ phải lấy dùng lâu tạm lỗ đít cho Su chứ giờ sao? Phá hoại quá mẹ. Đó rồi trên kè sao nó xuống được hai vậy ta hay là con Miu nó hất xuống cho nó? Không biết luôn á. Cái tướng hôm nay là càng ngày càng ly vậy đó. Phá gì mà phá hủi cô Bông này. Đây nè, anh biết lý do, anh biết là Su Bông lấy xuống như thế nào rồi. Đây, mẹ cầm đây con chỉ cho. Hồi nãy ra ngoài rồi. Đây, hồi nãy là con chứng kiến hết á. Con biết là Su Bông nó lấy giấy như thế nào mẹ. Đó, nhưng mà con để con xem là Su Bông nó làm cách nào, rồi nó có nhận lỗi hay không. Thì anh hỏi nè. Su, bây giờ Su khai ra đi, hồi nãy Su lấy giấy như thế nào.
không khai hả? Có khai không? Rồi Su nói để Su khai. Bây giờ mọi người cùng với anh Sen và Su Bông đi xuống đây để coi là hành trình lấy tờ giấy xuống để phá như thế nào nha. Đây đi xuống đây. Đây xuống đây. Đôi xuống đây. Cầm tay xuống đây. Đây xuống đây. Không xuống. Đây. Mày xuống đó thử ông làm cái gì đây. Đây. Thì đây nha cả nhà. Đây hành trình mà Su có thể lấy cái cuộn giấy này xuống để phá như thế này này cả nhà, là Su đi từ đó xuống đây. Ok chưa? Sau khi xuống đây thì Su bắt đầu Su nhảy lên ghế. Nhảy lên cái ghế này. Bước lên ghế. Đó là Su. Su á, Su biết á, cái cuộn giấy Su biết á, Su biết á cả nhà, cái cuộn giấy á nó không ở dưới thấp nữa, tuốt lúc trên cao như thế này nè. Đó là trên đây luôn nè cả nhà. Đó. Đó đây. Sao nó lấy được con? Thì vậy. Đó là Su nhảy lên trên đây. Rồi Su lên sao nữa? Su lên đây đúng không? Hành trình gây sao đó. Rồi. Xong rồi Su sao nữa? Su đi lên trên đây chứ gì? Đúng rồi, Su bước này. Sao lấy được? Su bước này. Đó, Su bước này. Để tao đi chuyển lại coi. Bước lên. Đó. Rồi. Đây cả nhà. Nếu mà chỉ có một mình Su thì chắc chắn là Su không thể lấy cuộn giấy đây được. Thì còn có phải phần cần có gọi là đồng phạm. Đồng phạm là ai? Là em Bông mới bỏng. Đây cả nhà, Bông cũng từ đây. Bông nhảy lên ghế. Xong rồi Bông nhảy lên đây. Xong rồi Bông đi thì chị Su cũng nhảy lên đây. Sau khi mà nhảy lên đây thì sao? Là chẳng lẽ con Su nó ngồi dưới con Bông, nó cõng con Bông lên. Đúng rồi. Có nghĩa là Su nó ngồi như thế này nè mẹ. Xong rồi con ngồi kia con thấy mẹ. Su nói với Bông là sao? Su khai đi. Đúng rồi, Su nói là Bông ơi leo lên người chị đi. Bông ơi Su nữa. Là Bông nói ra nó nhảy lên đây, nó đứng đây. Đó, đứng lên người nè. Để đá lại hiện trường coi, đâu sao lái xuống được. Nhảy lên đây. Đó, cả nhà thấy không? Đó, Su nó đứng ở dưới này đó. Đó. Đây. Đó. Đó, nó gồng như thế này cả nhà. Đó. Đây thì cũng cháy lên tới đây. Đúng rồi. Một đứa là ngồi ở dưới đó, một đứa. Ngồi rút. Đây cả nhà. Đó, đứng lên. Đây cả nhà, một đứa đứng ở dưới, một đứa cõng lên. Sau đó á, là Bông đứng ở trên này cả nhà. Bông sẽ lấy hai cái tay Bông kẹp vô cuộn giấy. Bông tao. Chụp ra, cái con Bông. Đó, Bông kẹp vậy, Bông mang xuống, nhảy xuống đây. Chờ. Đó. Đó, cả nhà, nè, ngồi xuống. Ôi trời, chưa. Đó, là khi mà cuộn giấy rớt xuống đây này cả nhà. Bắt đầu á, làm cách nào thì em Bông mới lấy cái chân này cả nhà. Đây. Đây. Em Bông lấy cái chân, em Bông đá này cả nhà. Đó, đó xuống. Rồi, mẹ hỏi con làm sao đi xuống. Rồi, bắt đầu đi xuống. Thì đây, thì bây giờ Su. Đây, bây giờ cái cuộn giấy đó đâu rồi? Mình lên xem xuống vậy đó mẹ. Lên xem xuống vậy. Su bước xuống. Chỗ này. Xuống sao? Xuống chứ. Đây cả nhà ơi. Xuống coi. Xuống được. Được. Đi xuống đây được cái vậy đó. Bước xuống. Đó, xuống này. Bước xuống. Đó. À, thì ra vậy. Đúng rồi. Hiền ơi, Hiền ơi, không xem cái mặt mấy đứa đó đâu con. Đúng rồi đó mẹ, làm sao mà Su Bông có thể như vậy sao được? Sao mà ổng tương thật trực tiếp y mẹ chang. Mẹ chờ đó, mẹ chờ đó. Đúng rồi mẹ, đây này, chắc mẹ. Chắn là Su Bông á. Ui, lại thích quá, hợp lý luôn. Hợp lý đến nỗi mẹ. Thì Su Bông là cuốn chứ không phải Su Bông là con khỉ đâu mà Su Bông leo vào đó. Thì anh nói quá hợp lý mà. Thì hợp lý quá nó mới nghi ngờ á, đáng lẽ nó phải có lỗ hổng sai sót gì đó. Tại em Bông hồi giờ là không có em, Bông là sợ độ cao. Không bao giờ Bông dám leo lên độ cao như vậy. Hai đừng có giả bộ. Thì hỏi sau đây Su không phải Su không? Phải Su không? Sao mày xuống đó anh xin? Anh đã hồi nãy để cho Su 20 rồi mà. Châu. Mẹ đã nghi ngờ là cái tay của Bông nó ôm không được cái tay ông kịp ông kéo xuống mẹ. Đúng rồi, làm gì mà cái vụ mà Bông sợ đồ kem. Nó leo vào đó. Mày con này không ai đồng phạm chứ không phải hiền đâu. Không được, anh Sen cố tình á là cho Su 20.000 để Su nhận lỗi rồi. Ai về tới bây giờ á cả nhà, Su lật mặt, Su không nhận lỗi. Đó, anh Sen coi thử á là trình độ phá án của chị Hiền như thế nào, có còn gọi là sắc bén không. Ai kìa, mày Hiền sao Bông
nữa, con bông cũng đông khỏe mà con bông hiền. Nhưng mà tại sao Huyền có thể nhìn ra được là anh là người đứng sau? Tại vì em là thám tử chuyên gia phát hiện vụ án, chắc chắn á là làm cái gì nó cũng phải có sai sót trong nó, mà hay diễn tả quá mù, không có một lỗ hổng gì đúng hết rồi đó. Làm sao em tin được? Mẹ nói cho con mẹ nuôi sâu á, là mẹ nuôi sâu là mẹ biết nè, con sâu á nó leo lên được chứ con nó có thể nó xuống được chứ, còn con bông không bao giờ, cái chân nó ngắn mà nó leo lên mà nó xuống được hết á. Con đừng có nói mẹ không có biết. Đúng rồi, cái chân nó ngắn cố tình để xuống con phê để em xin được bao nhiêu đây mà nói chuyện leo lên tới chơi đồ ôm cái cuộn giấy nhảy xuống. Chính xác. Thì đấy là dạ, trời ơi, anh xin không ngờ á là mấy thám tử trong nhà anh xin á, cả nhà sắc bén quá, chỉ cần nhìn là đã biết được lỗ hổng của anh xin rồi. Không được, bữa sau anh xin phải tìm được, phải cố gắng tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo hơn nữa đó, chứ như thế này không thể quay mặt được thám tử Hiên rồi. Chị nói xong nè, ở nhà không phải coi chừng mấy cuộn giấy nghe chưa, không thôi là con miêu nó lên nó quyền nó phá, bữa nó quyền nó phá nó cắn lấy một cuộn giấy của chị rồi nghe chưa. Bây giờ chị để trên cao nè, con miêu nó phải leo lên á là phải chạy lên báo với mẹ biết chưa. Nhiệm vụ ở nhà là canh chừng mấy cuộn giấy đi chị đi tập thể dục về, nếu mà canh chừng được về thì chị mua nước mía về cho uống nghe. Cả nhà ơi, bây giờ anh xem á sẽ thử tài phá án của chị Hiền để xem thử á là chị Hiền có thể phá được những cái bằng chứng mà anh Sen tạo ra hay không nha cả nhà. Su ơi, bây giờ nha, Su cố gắng Su đóng vai người xấu một xíu cho mà anh nha. Bây giờ á, bông, Su bây giờ nha, Su lấy cái cuộn giấy xuống, anh nè, đó, xong rồi Su phá cho anh, được chưa? Được chưa? Đó, rồi có cái gì xin anh chịu trách nhiệm cho, được chưa? Đó, bây giờ là Su cứ nói là, cứ nhận là Su là người phá đi, đó. Nhưng mà thật ra người đứng sau là anh Sen, đó, anh Sen sẽ giúp Su lấy cuộn giấy xuống, được chưa? Su nói cái gì? Không hả? Su nói là Su không làm gì xấu hả? Không, cái đây á là anh Sen muốn thử tài phá án của chị Hiền để cho các em fan coi thử á là chị Hiền có thật sự là thám tử giỏi hay không, hay là thám tử phá kia cả nhé. Tại vì nhiều em fan nói á là chị Hiền á giả bộ diễn thôi chứ chạy chị Hiền không biết phá án gì hết, thì qua cái clip này anh Sen muốn chứng tỏ coi thử là chị Hiền có thật sự là biết phá án hay không. Đi xuống đây. Anh cho Su 20 ngàn, được chưa? Su giúp anh là anh cho Su 20 ngàn. Mấy em fan cũng biết là Su giả bộ thôi chứ không phải là Su là người xấu, được chưa? Nè, đồng ý thì cắn vô. Yeah. Ok, rồi, bây giờ nha, để đây. Rồi, xíu nữa á, là mình sẽ tương thuật y chang như thế này. Đó là Su bước lên đây Su ngồi, xong rồi á là Bông đứng lên đây, xong rồi Bông lấy hai tay muốn kẹp xuống nghe. Muốn kẹp cùng giái xuống, được chưa? Nhưng mà thật sự là anh làm, được chưa? Xong rồi để đây, xong rồi Bông lấy cái tay Bông đại xuống. Rồi xíu nữa chị có hỏi á là Su cứ nói là Su nhảy lên được chưa, nhưng mà bây giờ anh sẽ ẩm xuống. Thôi bây giờ đi lên phá cùng mẹ lên phá đi.